Quý vị và các bác thân mến, thưa quý vị và các bác, trước mắt quý vị và các bác, em vừa về được một đôi loa mang một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ nước Nhật Bản. Đó là một đôi loa Pewler CS610. Và bây giờ xin mời quý vị và các bác hãy cùng em đến với thông số của đôi loa. Đôi loa này nói về trong tình trạng từ e căng đến thùng nó còn rất là mỹ miều và đẹp. Đây là một đôi loa vẫn còn nguyên vết bẩn, chưa hề lau dọn các bác nhá. Đây em đưa em test luôn, còn đâu các bác mua em sẽ lau những vết bẩn lên đi cho các bác. Đẹp, tuyệt vời, long lanh. Và cái e căng các bác nhìn nó rất là lạnh nặng, rất là đẹp. Đúng không ạ, rất là tuyệt vời. Rồi em bỏ e căng nó ra. Đôi loa này sử dụng một cái loa bát có đường kính là 25. Các bác nhá, có đường kính là bát 25. Màng giấy gân xếp vải tẩm dầu. Màng giấy gân xếp vải tẩm dầu các bác nha. Một loa trung đôm và một loa check đôm. Dòng này có một cái cấu trúc trung đôm và check đôm giống tựa như là dòng Pewler T88 vậy các bác nha. Check trung đôm sao và check đôm sao. Đó. Có một cái cấu hình trung đôm check đôm sao. Rất là tuyệt vời. Đôi loa này trông nó vừa vặn, dáng dấp xinh xắn. Và đôi loa này rất nặng, xin nhấn mạnh rất nặng, cực kỳ nặng luôn các bác nhá. Nó nặng vì cái củ cốt của nó to. Với cái thứ hai nữa là nó sử dụng thùng gỗ lạng. Rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Một đôi loa không thể đẹp hơn được nữa nếu nói ở hàng bãi. Đây là thương hiệu của nó. Đây là Pewler CS610. Nó có công suất là 60W và trở kháng 8 ohm made in Japan. Nó có hai vi tinh chỉnh ở đằng sau các bác nhá, hai vi tinh chỉnh ở đằng sau. Và rất là tuyệt vời. Và cái giá của đôi loa này nó là 6.800.000 đồng, 6.800.000 đồng cho đôi loa Pewler CS610 các bác nhá. Em đang phối ghép với là một chiếc âm ni Sansui AUD607X The Cat chạy 8 sò san ken và công suất là 230W, đánh tiếng cực kỳ hay. Nếu như những dòng này mà ghép vào với những đôi loa như là Pewler hay là Sansui Đờ Lông, nói chung là vân vân, nó ghép được thuần thúy nhiều dòng loa. Nói về Sansui 607X The Cat, ghép được rất nhiều dòng loa, không ngán một em nào hết. Và chất âm hay. Giá của em nó là 7.800.000 đồng. Giá này là giá rẻ nhất đất nước Việt Nam ta rồi nha các bác nha. Em dám đảm bảo là rẻ nhất rồi ạ. Một chiếc âm ni 607X The Cat mới kính con, máy không trọng máy. Rồi, rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Nguồn phát vẫn là một chiếc đầu Pewler PDR-D50. Đây là chiếc đầu Pewler CD kiêm giải mã độc lập. Vừa chạy CD, vừa giải mã các cổng tín hiệu đường quang, đường đường trục, đường analog, vân vân và vân vân. Mua một mà được hai các bác nha. Một chiếc đầu giá 6.200.000 đồng, nhưng mà mua một được hai, tức là các bác vừa được giải mã, vừa được chạy đĩa CD. Tiếng rất là tuyệt vời và hay. Đặc biệt nó có chức năng ghi đĩa. Giá 6.200.000 các bác nhá. Ghi đĩa tức là thâu đĩa lại. Rồi. Đôi loa có giá 6.800.000 nhá. Và chiếc âm ni có giá 7.800.000 đồng. Bây giờ mời các bác hãy thẩm âm. Oh.
Vâng, xin cảm ơn quý vị và các bác các anh em rất là nhiều đã theo dõi clip của em. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.